Tại thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua, một số địa bàn đã ghi nhận số ca F0 tăng cao, đó là các huyện Hóc Môn, Bình Chánh và quận Bình Tân, quận 12, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Sở Y tế thành phố cho biết số F0 tại huyện Bình Chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây. Huyện Hóc Môn thì đang có tín hiệu đi xuống, riêng quận Bình Tân và Gò Vấp thì vẫn đang ở mức cao và nằm ngang. Các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng là quận 10 và huyện Nhà Bè. Đến tối qua thì thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn duy nhất huyện Cần Giờ là ở cấp độ 3 vùng cam. Hiện thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố ở cấp độ 2. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì dịch COVID-19 cũng đang rất phức tạp. Số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng mạnh tại các địa phương. Phóng viên Huỳnh Tâm thông tin chi tiết từ đồng bằng sông Cửu Long. Vâng, theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi về tình hình dịch COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long là hiện mỗi ngày khu vực này ghi nhận hơn 2.000 ca F0. Đáng lo ngại là số ca F0 phát hiện ngoài cộng đồng có chiều hướng tăng mạnh, thay vì chỉ tập trung ở những khu cách ly, phong tỏa. Điều này cho thấy dịch COVID-19 đang có nguy cơ lây lan và bùng phát trên diện rộng. Lo lắng nhất là vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp về 5K. Hiện các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long cũng đã nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh để chủ động ứng phó. Bởi việc tiếp nhận hàng ngàn ca F0 mỗi ngày, hệ thống y tế tại đây sẽ sớm rơi vào tình trạng quá tải. Khi đó tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao. Theo các chuyên gia y tế thì hiện tình hình dịch COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long đang còn diễn biến phức tạp. Do đó giải pháp tốt nhất cho bà con là cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp về 5K. Tỉnh Đồng Nai hiện đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới, các hoạt động kinh tế xã hội đã được khởi động lại. Tuy nhiên, khoảng hơn 2 tuần qua thì số bệnh nhân mắc mới COVID-19 là trẻ em lại gia tăng đáng kể. Trong khi trước đây, đối tượng mắc COVID-19 chủ yếu là người lớn. Chỉ tính riêng trong tuần đầu tiên Đồng Nai mở cửa, toàn tỉnh đã có đến khoảng 900 F0 là trẻ em. Việc tiếp nhận và điều trị cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu điều trị COVID-19 cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai có 100 giường điều trị, sức chứa tối đa có thể lên đến 120 bệnh nhân. Vào đầu đợt dịch thứ tư, mỗi ngày khu này chỉ tiếp nhận điều trị cho khoảng 3-6 ca F0. Vào cuối tháng 10 vừa qua, số ca dương tính qua test nhanh COVID-19 trong quá trình khám chữa bệnh ngoại trú được chuyển vào tầng trệt của khu điều trị chờ kết quả PCR khoảng 30-40 ca mỗi ngày. Đặc biệt, hơn 2 tuần qua, số ca F0 là trẻ em tăng quá nhanh, khiến cho công tác tiếp nhận gặp không ít khó khăn. Cho tới thời điểm này, thì cái khu vực nhà G của chúng tôi là không đủ tải, và chúng tôi phải mở thêm một phần của khu nhà E, tức là dọn dẹp khoa tiêu hóa, khoa hô hấp, để lấy 2 tầng, tầng trệt và tầng 1 của khu nhà E để làm nơi cách ly tạm cho các ca test nhanh dương tính. Không chỉ điều trị cho trẻ, hiện Bệnh viện Nhi còn phối hợp với các bệnh viện đa khoa để điều trị cho cả người nhà nhiễm bệnh đi theo chăm sóc bệnh nhi. Theo ghi nhận, trẻ là F0 chủ yếu nằm ở độ tuổi dưới 5 tuổi, số ít khoảng từ 7-8 tuổi. Đa số trẻ mắc COVID-19 đều không có triệu chứng. Đến nay, bệnh viện chỉ ghi nhận 2 ca F0 trẻ em suy hô hấp nặng, gồm một trẻ sinh non và một trẻ béo phì. Các trẻ chuyển nặng sẽ được điều trị tích cực. Trẻ béo phì là yếu tố, đó là một yếu tố trở nặng nếu bị nhiễm COVID. Đó, thì những đứa trẻ đó thì mình nên chú ý theo dõi sát nó, tránh tiếp xúc cho nó bên ngoài nhiều nếu nó chưa đủ tuổi chích ngừa. Hiện tại ở Đồng Nai, dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại với số ca mắc dao động từ 600 đến 1.000 ca mỗi ngày, nhiều ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Do đó, người lớn cần thực hiện nghiêm 5K, khi về nhà phải rửa tay, vệ sinh thân thể trước khi tiếp xúc để hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh cho trẻ. Hà Nội dự kiến sẽ thành lập hơn 500 trạm y tế lưu động và 20 trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Những ngày qua, Sở Y tế thành phố đã thực nghiệm một số trạm trước khi vận hành chính thức. Các trạm y tế lưu động này có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hỗ trợ các trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, hỗ trợ các trạm y tế đang có sẵn. Ngoài ra, trạm y tế lưu động còn hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm chủng và tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch. Cuối tuần qua, thì 31 xã phường ở Hà Nội cũng đã nâng cấp độ dịch. Thành phố vẫn ghi nhận các ca trong cộng đồng, một số ổ dịch vẫn phức tạp. Công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội hiện đang được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ, trong đó có các chợ đầu mối. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, hay còn gọi là chợ Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Chợ này từng bị phong tỏa vì có ca mắc COVID-19. Hà
2 giờ sáng, xe của anh Tuấn chở giá tươi từ tỉnh Hải Dương. Vợ chồng anh cung cấp mặt hàng này cho cả khu chợ. Không ngơi tay, công việc liên tục, anh vội vàng cho kịp giao hàng. Khẩu trang, giãn cách, anh luôn nhớ. Dịch bệnh phòng chống là ai cũng có cái ý thức đấy, chứ không phải là bất cứ lúc sớm hay lúc muộn này. Tất cả các cửa hàng đều có tấm chắn bằng ni lông. Đầu giờ sáng chợ chưa đông, nhưng lại là thời điểm có nhiều chủ hàng nông sản từ các tỉnh. Anh Tử với gian hàng bán các loại gia vị gần 20 năm tại khu chợ này. Không may mà nó dính một cái không ở chợ là chúng tôi phải nghỉ, thế là tự nhiên là chúng tôi là mất việc, đúng không ạ? Thế cho nên là bây giờ chúng tôi là phải đều phải có cái trách nhiệm cả. Không đeo khẩu trang là mình cũng được, hoặc là mình bảo bà đi dính dịch ra xa, chứ không bao giờ cho được gần. Buôn bán bây giờ va chạm quá nhiều người, không phải là một hai người mà mình có thể lơ là được. Chợ đầu mối phía Nam có gần 400 người bán hàng. Đây là nơi bán buôn các loại nông sản. Nhiều người đến đây mua buôn về bán tại các chợ truyền thống. Kiểm soát người ra vào chợ được thực hiện nghiêm. Ai không tuân thủ không được vào chợ. Người dân như tôi muốn vào chợ mua hàng thì sẽ phải thực hiện quét mã QR hoặc có thể khai báo y tế bằng tay ngay tại đây. Đây là khu chợ với rất là nhiều tiểu thương từ nhiều địa phương của Hà Nội cũng như của các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Nên việc thực hiện phòng chống dịch thì được thực hiện nghiêm ở bất cứ khung giờ nào trong ngày. Và ngay ở thời điểm này là lúc chợ vừa mới bắt đầu mở cửa, là hơn 2 giờ sáng. Vận động bà con, nhất là hộ tiểu thương. Và bây giờ chúng tôi mong muốn là ý thức của người dân đề cao cái phòng chống dịch lên trên. Tôi mong người dân là cùng chúng tôi là để đảm bảo dịch được an toàn. Cổng thứ hai của chợ không có nơi khai báo y tế, chỉ để người đi ra. Người dân không đi vào qua cánh cổng này, nhưng vẫn có nhiều người không biết hoặc cố tình đi lối này sẽ có bảo vệ ngăn lại. Từ đêm đến rạng sáng, anh Văn vẫn đứng đây, không một phút nào rời vị trí.